Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Kiểm sát Nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, Bộ luật tố tụng hình sự quy định trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Như vậy, một khi các cơ quan tiến hành tố tụng đã có đủ căn cứ để xác định sự thật khách quan của vụ án, thì dù người phạm tội có ngoan cố chối tội cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, thậm chí còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, nơi mà 60% vụ án hình sự liên quan đến tội phạm về ma túy, các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên phải đối mặt với các thủ đoạn quanh co chối tội của người phạm tội. Việc chứng minh hành vi phạm tội, làm rõ sự thật vụ án thực sự là một cuộc đấu trí căng thẳng. Câu chuyện về quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Ly Thị Nấnh phạm tội mua bán trái phép chất ma túy của các kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La là một ví dụ. Sinh ra và lớn lên tại bản Mai Thuận, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, một trong những điểm nóng về ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La, Ly Thị Nấnh không thoát khỏi cám dỗ của nguồn lợi nhuận khổng lồ mà ma túy mang lại, đã dấn thân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Dù trước đó, chồng của Nấnh là Vàng A Lầu đã phải trả giá đắt bằng mức án 28 năm tù giam cũng về tội danh này. Liên tục thay đổi lời khai, hòng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng Ly Thị Nấnh vẫn bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, bởi các cơ quan tiến hành tố tụng đã có trong tay đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo này. Biết không thể chối bỏ trách nhiệm hình sự, giờ đây Ly Thị Nấnh chỉ mong tòa án cấp phúc thẩm chiếu cố đến hoàn cảnh của gia đình Nấnh mà giảm nhẹ hình phạt. Cháu xin cán bộ rể giả án thân nhất cho cháu, thì gia đình cũng một cần cũng khó, không chồng cũng đi tù lâu rồi, 28 năm, con cũng nhỏ không ai nuôi, chẳng biết ai nuôi ai trong nhà, gia đình một cần như thế thì cũng khổ quá, thì xin cán bộ giúp đỡ cho cháu. 12 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2017, Ly Thị Nấnh bị công an huyện Mai Sơn bắt quả tang khi đang bán ma túy cho Vì Văn Trương, trú tại bản Hiên Thuận, xã Cỏ Nội. Vật chứng thu giữ được là một gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng trọng lượng 0,02 gram và 4 viên nén màu hồng có trọng lượng 0,379 gram. Theo lời khai của Trương, đó là heroin và hồng phiến Trương vừa mua của Ly Thị Nấnh với giá 500.000 đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nấnh, cơ quan điều tra công an huyện Mai Sơn phát hiện thu giữ nhiều gói chất bột màu trắng và viên nén màu hồng được cất giấu tại 8 vị trí ở trong nhà, ngoài vườn, chuồng lợn với tổng trọng lượng là 403,429 gram. Theo lời khai ban đầu của Ly Thị Nấnh, các vật chứng cơ quan điều tra thu giữ được là ma túy do một người phụ nữ dân tộc Mông không quen biết mang đến nhà Nấnh nhờ bán hộ vào buổi sáng cùng ngày. Nấnh đã phân nhỏ và cất giấu ở nhiều vị trí để chờ khi có khách mua thì sẽ bán kiếm lợi. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Sơn La xác định vật chứng thu giữ được trong quá trình bắt giữ đối tượng và khám xét nơi ở của Nấnh đều là ma túy. Trong đó chất bột màu trắng là heroin, các viên nén màu hồng là chất metafetamin. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn đã phân công Phó Viện trưởng Phạm Thị Quỳnh Ngọc là một kiểm sát viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sắc sảo trong kiểm sát giải quyết án ma túy, trực tiếp kiểm sát quá trình điều tra vụ án. Với nhiều năm kinh nghiệm trong kiểm sát giải quyết án ma túy, kiểm sát viên Phạm Thị Quỳnh Ngọc đã lường trước những tình huống có thể xảy ra trong quá trình đấu tranh với tội phạm về ma túy, đặc biệt là việc các bị can thường phản cung, chối tội, nên trong quá trình tiếp xúc với đối tượng, chị đã động viên đối tượng thành khẩn khai báo. Ngay từ ban đầu, đối tượng Ly Thị Nấnh đã thừa nhận về những số tăng vật chứng mà cơ quan công an thu giữ là của Nấnh nhằm mục đích để bán. Nhưng sau khi thi hành lệnh khám xét xong và quá trình di lý đối tượng về cơ quan điều tra thì đối tượng đã có những biểu hiện tâm lý lo sợ. Do vậy là quá trình điều tra Nấnh đã không thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình. Xác định tâm lý đối tượng là phụ nữ có chồng đang chấp hành án tại trại giam, thì tôi cũng đã yêu cầu cơ quan điều tra cho trực tiếp gặp hỏi đối tượng. Thì sau 2 tiếng đầu thì đối tượng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên là
Ngay từ ban đầu thì tôi cũng đã xác định là đối tượng khai báo quanh co và rất là thường xuyên thay đổi lời khai. Thế do đó là tôi cũng đã ghi âm lại cái cuộc gặp hỏi đó. Thì cũng như dự đoán là ngày hôm sau là đối tượng hoàn toàn là phủ nhận lại toàn bộ cái lời khai của mình. Thế thì chúng tôi cũng đã sử dụng cái file ghi âm mà kiểm sát đã thực hiện để tiếp tục đấu tranh với đối tượng. Đúng như phán đoán của kiểm sát viên Phạm Thị Quỳnh Ngọc, ngay sau khi biết được tổng trọng lượng ma túy thu giữ được có số lượng lớn có thể bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất của tội mua bán trái phép chất ma túy, Ly Thị Nánh đã lập tức phản cung. Nánh chỉ thừa nhận số ma túy bị bắt quả tang và một số ma túy nhỏ lẻ thu giữ được trong quá trình khám xét là của Nánh. Còn hai gói ma túy lớn thu giữ được ở trong chiếc ống bơ và chiếc bìm trẻ em cất giấu ở bụi rong trong vườn nhà Nánh có tổng trọng lượng là 375,18 gram là của ai thì Nánh không biết. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn khẳng định có đủ căn cứ để buộc Ly Thị Nánh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ số ma túy đã thu giữ được tại nơi ở của Nánh. Vì vậy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ly Thị Nánh về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự. Đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Sơn La để giải quyết theo thẩm quyền. Tiếp nhận hồ sơ vụ án, kiểm sát viên Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng 1 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, cũng là người được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm sát quá trình điều tra, xét xử vụ án, xác định đây là một vụ án phức tạp vì bị can là người có chồng từng vướng vòng lao lý về tội mua bán trái phép chất ma túy nên hiểu rõ các quy định của pháp luật và biết hình phạt sẽ rất nặng với loại tội phạm này. Bởi vậy, khi vụ án được chuyển lên cấp tỉnh giải quyết, Nánh tiếp tục chiều bài cũ là phản cung, không thừa nhận hai gói ma túy có trọng lượng lớn 375,18 gram là do Nánh chia nhỏ từ số ma túy mà người phụ nữ dân tộc Mông nhờ bán hộ. Khoản 1 theo quy định của điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 ấy thì cái mức án chỉ từ 2 năm đến 7 năm thôi. Bị cáo là quá hiểu cái điều đó. Thế trong khi đó thì nếu bị cáo nhận tội toàn bộ cái số ma túy thu giữ tại trong nhà bị cáo thì trọng lượng đấy đã thì sẽ phải là ở khoản 4 của điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 có mức hình phạt 20 năm tù chung thân tử hình. Đấy. Để đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, kiểm sát viên Lê Thị Thu Hà đã đặt ra các tình huống. Nếu như Ly Thị Nánh không liên quan đến hai gói ma túy lớn có trọng lượng 375,18 gram như lời khai của Nánh, thì có thể ai đó đã đến hoặc đột nhập vào vườn nhà Nánh để cất giấu số ma túy này. Để trả lời câu hỏi này, kiểm sát viên Lê Thị Thu Hà đã yêu cầu các điều tra viên xác minh trong khoảng thời gian từ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2017 đến trưa cùng ngày, khi Nánh bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, có ai đến nhà Nánh hay không? Đồng thời kiểm tra lại nơi ở của Nánh. Kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian đó không có ai đến nhà Nánh. Mặt khác, toàn bộ nơi ở của Nánh được bao bọc bởi hàng rào thép B40, cổng có hai lớp cửa, nhà nuôi nhiều chó dữ, nên khả năng có ai đó đột nhập vào là rất khó. Kiểm tra lại lời khai ban đầu của Nánh về vị trí cất giấu ma túy, đối chiếu với hình ảnh ghi lại được trong quá trình khám xét nơi ở của Nánh thì thấy hoàn toàn phù hợp. Từ những chứng cứ này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định lời phản cung của Nánh về việc không liên quan đến hai gói ma túy có trọng lượng 375,18 gram là không có cơ sở. Đó chỉ là chiêu bài khai báo gian dối, hòng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tôi đã chỉ đạo điều tra viên với kiểm sát viên là phải hỏi thật kỹ cái ống xe, ống bơ đấy, rồi là cái bìm của trẻ em đấy ở trong cái khu vực vườn của nhà bị can là của ai, là ở là xác định như thế nào, thì bị can lại nói là cái đấy là của gia đình, cái bìm sữa đấy, cái bìm của trẻ em đấy là của con của bị can đấy. Và cái ống bơ, ống tre đấy là của gia đình vứt ra đấy, thì không thể nói là cái số ma túy mà giấu ở trong đó là của người khác được. Trong cái quá trình thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra thì giữa kiểm sát viên và điều tra viên đã có một cái sự phối hợp rất là tốt. Đấy, kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra
và điều trên cơ sở đó thì điều tra viên đã thực hiện đúng những cái gì mà cái nội dung yêu cầu điều tra của kiểm sát viên, cho nên là mới đến được cái thành công bảo vệ được cái quan điểm truy tố của viện kiểm sát tại phiên tòa. Sau khi kết thúc điều tra vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành cáo trạng truy tố Ly Thị Nánh về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4 điều 194 Bộ luật hình sự. Ngày 29 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại phiên tòa, mặc dù Ly Thị Nánh vẫn tiếp tục phản cung, chối tội, nhưng với những chứng cứ đầy sức thuyết phục, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã bảo vệ thành công quan điểm truy tố của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ly Thị Nánh mức án 20 năm tù theo đúng đề nghị của Viện Kiểm sát. Thứ nhất là căn cứ vào cái biên bản khám xét, biên bản bắt quả tang của bị cáo Nánh, và cái hai là căn cứ vào biên bản khám xét nơi ở của bị cáo. Bị cáo đã thừa nhận toàn bộ số ma túy mà thu được, kể cả vườn rong là đều thừa nhận là của bị cáo, do một người Hơ Mông, người phụ nữ Hơ Mông đưa cho bị cáo bán trị giá là 60 triệu đồng. Đấy là căn cứ thứ hai. Vậy căn cứ thứ ba là căn cứ vào cái biên bản ghi lời khai của cơ quan điều tra tại bút lục số 90 thì bị cáo thừa nhận là số ma túy đó là của bị cáo. Đấy. Và căn cứ vào lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như là toàn bộ cái lời khai tại phiên tòa thì cũng như người làm chứng thì nó phù hợp với nhau. Dù bị cáo không thừa nhận căn cứ vào tất cả các chứng cứ đó thì hội đồng xét xử có căn cứ kết luận là Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm E khoản 4 điều 194 là có căn cứ. Thì qua nghiên cứu hồ sơ và thấy được là quá trình truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, tôi thấy là cũng có căn cứ, có cơ sở để mà truy tố đối với lại Ly Thị Nánh và đúng người, đúng tội, đúng theo quy định của pháp luật. Câu chuyện trên chỉ là một trong số hơn 1.000 vụ án ma túy mà các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Sơn La phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử mỗi năm. Mỗi vụ án là một cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt, đòi hỏi sự mưu trí, dũng cảm, công tâm và bản lĩnh của những cán bộ thực thi pháp luật nhằm góp phần đẩy lùi cái chết trắng, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.